Rồi, em xin chào nhà nha. Ca show cho mấy chị nữ nè. Con này rất là xinh luôn, bản dây da mới nè. Con này mà mấy chị nào đã từng mua ở Việt Nam hàng kiểu cặn mới á là biết giá rồi. Con này thì mới tinh nè. Cái này là chỉ mức pin nè, cái này ô điện tử nè, vừa kim vừa điện tử, dây da nè. Đó, dây khóa zin đó luôn. Full zin nha. Pin năng lượng luôn nha. Con này pin năng lượng zin luôn. Này nam nữ dùng chung được nha, có nhiều nam tay nhỏ lắm. Con này lắp ráp Thái Lan ha, nè nó sơn đẹp mà. Thì xem quay gì quá kỹ nha, quá kỹ cho anh em mình xem kỹ nha. Chung mình xem kỹ mình mua cho nó an toàn chắc cú ha. Xe của nó luôn là 34.8 như gần 35, chịu đứng luôn là 38 mỏng 11 ly 2 nha. Này mấy anh nam đeo bình thường ấy nha, không nói chung là nó phơm là nói chung đồng hồ Casio này là của nữ nhưng mà có nhiều anh nam ta tay nhỏ lắm, tay nhỏ nhỏ thích đeo những con gì nè siêu nhẹ bảy dây dài bình thường đó nha. Nói chung cái sở thích mình đeo thôi chứ cũng không có ai cấm mình đâu, đèn rất sáng luôn nha, pin năng lượng khỏe. Rồi mức pin cũng vậy đó, nó cũng như thuộc dòng Multiband 6 của nam vậy đó, không có khác gì đó. Cách chỉnh giờ cũng báo em luôn, em gửi video chỉnh giờ cho. Mấy dòng này thì có video hướng dẫn rồi. Còn này 500 nha, mã K62 ha, 500k mã K62 nha. Có nhiều chị mua hàng mà kiểu cặn mới ở Việt Nam 1 triệu mấy nha, mấy bình thường nha. Rồi con này cũng vậy thôi, con này thì kiểu dây trắng đó. Mới lắm, cái cọng dây đó nhà thấy nó như hàng trưng bày hoặc là đeo 1 2 lần thôi, mấy chị nữ đeo 1 2 lần nha. Mặt sau đây con này cũng Thái Lan luôn ha, Thái Lan pin solar nè, dây khóa zin bên hông này. Mới này mới tinh này. Kính này có lông mèo của gì bắt cái này hết, mấy dòng dễ xử lý lắm. Rồi xe ngang của nó luôn là bộ 34 34.2, đứng luôn ngoài là 38 mỏng 10.5 cũng vậy nha. Mức pin bo xem được nhiều buổi về thế giới, bấm giờ thể thao và điểm ngược báo thức, quay lại giờ bình thường, chuyển qua đây coi, chuyển qua đây coi ngày giờ này, chuyển qua đây coi thứ này, chuyển qua đây coi ngày thứ này. Rất là hay luôn ha. À, đèn góc 2 giờ sáng trưng. Rồi, này dành cho mấy chị nữ nè, mới lắm. Rồi 450 mã K61 nha, 450k K61. Này lứa tuổi nào cũng được nha, em nghĩ cỡ nào cũng được. Tự cái dáng này cũng kiểu thông dụng rồi, quốc dân rồi. Rồi, 450 mã K61 nha. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.